Trong khi đó thì công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt tú ông cầm đầu đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức sugar baby, sugar daddy với giá hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Nguyễn Văn Luân, 35 tuổi, trú tại Bắc Giang đang bị đơn vị này điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó công an kiểm tra đột xuất ba khách sạn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh phát hiện ba đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua lời khai của nhóm này, lực lượng chức năng xác định họ đều mua bán dâm thông qua sự môi giới của Luân. Nếu có nhu cầu khách mua dâm phải liên hệ trước với Luân để chọn lựa sugar baby. Luân sẽ gửi thông tin về gái bán dâm như hình ảnh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, tuổi, nghề nghiệp. Mỗi lượt mua dâm, các sugar daddy phải trả từ 12 đến 20 triệu đồng một tháng cho gái bán dâm tùy theo gói thỏa thuận. Ngoài ra, khách mua dâm phải trả cho luân 2 triệu đồng tiền môi giới. Theo công an, những người bán dâm trong đường dây trên rất đa dạng, bao gồm người buôn bán quần áo, công nhân hoặc không có việc làm ổn định. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.